Kính thưa các bạn, hôm nay tôi nói những cái tình tiết để đắp vàng các bạn. Cái này coi như là trong đây là bạn hỏi nhiều cái tình tiết lắm. Thôi tôi gom lại, tôi làm một một cái các bạn để tôi giải thích hết những cái suy nghĩ của tôi về những cái tình tiết tại cái đắp vàng này. Thấy các bạn. Hôm nay tôi lo làm và cái chủ đề Phật giáo hảo các bạn, thì các bạn yêu cầu tôi làm tiếp cái chủ đề Phật giáo thì tôi hứa các bạn là để tôi về cái Phật giáo hảo này chỉ còn một vài clip nữa các bạn thì nó sẽ xong, thì tôi sẽ quay qua tôi nói ý nói về Phật giáo theo cái đề nghị của các bạn. Hay các bạn thì chuyện Phật giáo thì có chuyện nó cái chuyện mới nhất cái nóng hổi đó các bạn là ông sư Thích Chân Quang, ông sư Thích Chân Quang các bạn chủ trì cái chùa Thiền Tông Phật Gia Quang đó, tôi phản biện ông đâu hai năm trước hay gì các bạn, tôi nói ông là tiến sĩ xảo ngôn các bạn. Rồi sau này tới chuyện của ông là tôi cũng làm một hai clip gì nữa, thì nay tôi cũng báo cho ba bạn kết quả là gì. Ông này là cái sở đào tạo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh nó xác định ông này là không có bằng tốt nghiệp bổ túc cấp 3 nghe các bạn, mà ông học trong tiến sĩ trong vòng 2 năm. Cái vụ này chắc công an nó không có để yên đâu các bạn, nó sẽ moi á. Thì các bạn, thì hôm đó tôi cũng dự đoán với các bạn rồi, thì khi mà ông bị cắt sống 2 năm không được nói nữa là tôi nghĩ có chuyện lớn thiệt, đúng thiệt rồi đó các bạn. Thì thưa các bạn là vậy ha, với vấn đề Phật giáo thì để từ từ tôi nói tiếp đi các bạn, để xong cái này kìa. Giờ nói cái trả lời các bạn hỏi nhiều cái vấn đề tình tiết của cái đốc vàng này lắm, bây giờ tôi gom tôi trả lời lại một lượt luôn đó các bạn. Thì mình nói này thì ta phải nói tới cái biến cố đốc vàng đó. Thế mà giờ để nói thẳng ngay cái tại cái đốc vàng hạ đi hết các bạn, thì để nói này thì ta phải nói là lịch sử chút xíu. Cái những cái đầu năm 47 này giáo chủ đang ở miền Đông các bạn, thì ở nhà 27 tháng 2 các bạn, ngày 27 tháng 2 năm 47 thì tổng bí thư của giáo chủ là ông Nguyễn Bảo Toàn, tổng bí thư của giáo chủ là ông Nguyễn Bảo Toàn đã đi sang Trung Quốc thế mà, và đã họp với là dưới cái đảng Việt cái gì Việt Quốc các bạn, là Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, với Việt Cách Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội gì đó thế các bạn. Thì những cái đảng này người ta thống nhất là thành lập cái mặt trận quốc gia thống nhất toàn quốc nha. Cái về các bạn cái ngày 27 ngày 7 tháng 2 năm 47 là ông Nguyễn Bảo Toàn từ Việt Nam bay sang Trung Quốc đấy các bạn, ngày đó qua Nam Kinh Trung Quốc gặp là ông Nguyễn Hải Thần và ông Vũ Tường Tam, đại diện Vũ Tường Tam chứ không phải Vũ Tường Tam nữa các bạn, là họp là thống nhất là đã đưa cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng của giáo chủ vào tham gia cái mặt trận quốc gia thống nhất toàn quốc, tên gọi là mặt trận quốc gia thống nhất toàn quốc các bạn. Việc này làm thì tôi không có tìm hiểu, tôi thấy có giáo chủ có liên quan, bởi vì giáo chủ đang ở miền Đông nghe các bạn. Thì thưa các bạn là như vậy, thì không biết ông Nguyễn Bảo Toàn này ổng là tự quyền hay sao mình không hiểu nha các bạn, cái này mình nói nó rõ là như vậy. Thì đó là về mặt chính trị các bạn, là ông Nguyễn Bảo Toàn đã thay mặt đảng của Việt Nam Cách Mạng Xã Hội đảng để thống nhất với hai cái đảng kia thành lập mặt trận quốc gia thống nhất toàn quốc các bạn đó các bạn. Bởi vì từ cái chủ trương của đảng thì bắt đầu người ta mới tới quân đội quân sự
Các bạn thì thưa các bạn là vậy. Đến 3 ngày sau, 3 hoặc 4 ngày sau gì đó, thì đầu tháng 3 năm 47, ông Trần Văn Sói cho quân của ông đi là kết hợp với một tiểu đoàn lính Lê Dương Pháp. Tiểu đoàn lính Lê Dương Pháp thì đi guồng 5 làng ở Tân Châu. Các bạn, này tôi cũng nói rồi, 5 làng ở Tân Châu trong khoảng nửa tháng. Thì ông Bủ Vinh là đem cái đại đội 66 của ông ra ông chống đỡ các bạn, thì đó cái là vậy. Thì tôi đọc một cái tư liệu các bạn, cái tư liệu thì nói là ông Nguyễn Bảo Toàn là đứng ra là bảo lãnh như là làm trung gian cho ông Trần Văn Sói đầu hàng cái Pháp các bạn, đầu hàng Pháp. Thì theo cái dự những cái sự kiện lịch sử này thì cái tài liệu đó tôi nghĩ là chắc đúng đó các bạn. Thấy không? Bởi vì là 27 tháng 2 thì ông Nguyễn Bảo Toàn đi sang Trung Quốc, và đầu tháng 3 tức coi như ngày 1 tháng 3 năm 47 thì ông Trần Văn Sói kết hợp với quân Pháp. Thì như vậy là ta suy luận tiếp là cái tài liệu mà tôi đọc đó thì tôi nghĩ là nó nói chính xác á. Tức là ông Trần Văn Sói với ông Nguyễn Bảo Toàn đã phản giáo chủ từ khi là giáo chủ đi dự cái hội nghị Miền Đông. Các bạn phải phải nói là trước đó. Nếu mà bây giờ đó là những suy luận, cái tài liệu thì mình không có chứng minh được không, nhưng mà giờ mình suy luận thì mình thấy cái tài liệu đó nó hợp lý. À, nó về mặt logic thì nó hợp lý, tức là ông Nguyễn Bảo Toàn có thể làm trung gian, là bảo bảo lãnh cho giáo chủ để đầu hàng Pháp. Các bạn ngồi việc cơ mà Trần Văn Sói mà đầu hàng Pháp đó, thì tôi đã phân tích các bạn những cái nguyên nhân, những cái động cơ, động lực về con người của Trần Sói tôi đã phân tích hết rồi các bạn. Thì như vậy là bởi vì tất cả đều là phải phải dự đoán. Đầu tháng 3 năm 47 phải không? Thì lúc này giáo chủ đang ở miền Đông, bị bác Hai Khả nói đi ở ngoài ngoại 2-3 tháng mà. Các bạn thì phải phải tính là giáo chủ đi từ đầu năm 47, có thể tháng Giêng. Các bạn. Bởi vì giáo chủ đi ra ngoài, bác Hai Khả kể là đi ra 60-70 chiếc kia. Các bạn. Đi ra 60-70 chiếc kia vậy á, thì có lẽ là người ta họp trong vòng cái tháng giêng đó dài 3 ngày vậy, trong tháng giêng rồi họp xong cái cuộc họp xong đó, cái này không có tài liệu lịch sử nào nói các bạn, này mình phải suy luận thôi. Thì giáo chủ sẽ đi giáo chủ có thể đi truyền đạo cũng có, để gặp với những tín đồ Phật giáo hòa hảo của mình nữa mà ha. Rồi giáo chủ sẽ quay về cái căn cứ của cái ông Quỳnh Nhật Trí để mà triển khai cái nội dung hội nghị đó. Nghe bạn, ta phải suy luận cái đó nó rất là logic. Bởi vì ta ở 2-3 tháng giáo chủ ở ngoài làm gì? Một là đi truyền đạo, hoặc là gặp những cái nhân sĩ, những cái địa chủ cái gì đó ủng hộ cho cái công cuộc kháng chiến chống Pháp của giáo chủ. Có thể giáo chủ đi vận động những ông địa chủ, hoặc là vận động những tín đồ gì đó đóng góp cho lính của ông Mười Trí. Các bạn vậy đại khái là vậy, mình phải hiểu những cái vấn đề vậy đó. Bị giáo giáo chủ là thành lập quân đội. Các bạn, thành lập quân đội là gì? Nghĩa quân cách mạng vệ quốc liên đội. Liên đội là Nguyễn Trọng Trực ha. Thì cái này, cái những cái liên đội trước thì giáo chủ đã có trước rồi, riêng cái ông Mười Trí thì giáo chủ mới thu nhận sau, thì có lẽ là giáo chủ ở với Mười Trí lâu các bạn. Tôi đoán là như vậy các bạn. Rồi tình hình giặc Pháp nó đánh đồ này nữa, cái giáo chủ có thể là trốn chạy né tránh đồ này nọ các bạn. Thì xong xuôi cái sự kiện đó thì giáo chủ mới về miền Tây các bạn. Cái bài hành trình thọ nạn ấy, thì tôi dự kiến giáo chủ đi từ Tân Châu, giáo chủ đi từ Tiền Đâu đi ra thì nó gần nhất các bạn đó.
thì đi về thì đi về không có đi về đường cũ, thì theo lời bác Hai Khả kể thì đi về hai hai đêm một ngày, thì chắc lẽ giáo chủ ở gần gần ở đâu trên đó, cái mà đi hai đêm một ngày thì lựa lựa nước xuôi đi, rồi chắc cũng không biết đi như thế nào đó, về tới Phú Thành các bạn, về tới Phú Thành đêm tối rồi giáo chủ đi vô rồi, rồi sáng hôm sau là mới 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 tới căn cứ Phú Thành hay gì đó, bác Khai Khả kể các bạn. Thì như vậy là giáo chủ theo mà theo tôi đoán, đoán thì giáo chủ xuất phát từ Tân Châu, mà đoán này cũng có cơ sở các bạn, về thì về kinh Phong Mỹ của Sa Đéc các bạn, về Sa Đéc. Thì như vậy là gì, đức thầy các bạn, đức thầy đi chiếc ghe, thì Bác Hai Khả, là dân của Bảo An và Hảo Bảo, Bảo An Quân. Bác Hai Khả lớn tuổi nhất các bạn, Bác Hai Khả lớn hơn giáo chủ ba ba bốn tuổi. Bác Hai Khả không nói chính xác nhưng mình nói nghe Bác Hai Khả kể nó khoảng 3 tuổi mà nói vậy thì mình cứ nghe vậy các bạn. Thì như vậy là Bác Hai Khả cũng không phải là người biết, không phải là dân chuyên nghiệp đi ghe, mà nếu mà để đi bảo vệ giáo chủ thì phải nói là Bảo An, và Hảo đi đó, tất cả là phải Bảo An và Hảo. Mà rồi không biết ai chọn cho giáo chủ đi đó thì mình không biết, thưa các bạn nó là như vậy. Thì các bạn hỏi về cái chiếc ghe, có người nghi ngờ tôi đoán chiếc ghe là 10 tấn đồ này nọ, mà thật sự chiếc ghe là 10 tấn đó các bạn, tôi đoán là chính xác luôn đó. Bị sau này tôi coi một cái clip, nào cái anh nào đó quay quay các bạn, chiếc ghe là đang ở cái tổ đình các bạn, chiếc ghe giờ còn đang lưu giữ ở tổ đình á, chiếc ghe được kéo lên bờ rồi, thì người ghe mà dán gỗ bằng cây sao nó rất là tốt, nếu các bạn kéo lên bờ mà lắp vào chai, lắp vào trong đàng hoàng thì cái ghe nó còn tốt lắm, nó không có bị mục, bị gì nó mục thì nó xuống nước, nắng mưa nó bị mục. Còn nếu để ở trên bờ mà lắp vào trong, lắp vào chai là về cái ghe nó bền đó bạn, chiếc ghe nó còn. Các anh bạn quay clip mà tôi coi rồi cái tôi lướt qua, tôi quay trở lại tôi tìm không thấy, tôi không biết đó đâu, phải có tôi đưa cho các bạn coi. Thì tôi coi chiếc ghe đó rồi đó các bạn, chiếc ghe dạng ghe cui. Thưa các bạn vậy cho các bạn, để cho các bạn hiểu ghe ghe cui tức là nó có cái phần mui ở mé sau lái à, phần trước thì không có, nó trống trơn à các bạn. Mà hồi trước tôi dự đoán á, là cái ghe của châu đốc các bạn, cái ghe mũi của châu đốc, nhưng mà khi tôi coi chiếc ghe kỹ lại thì chiếc ghe của Vĩnh Long Sa Đéc các bạn, ở Vĩnh Long Sa Đéc nó đóng cái mũi ghe khác cái mũi ghe ở bên châu đốc chứ Tân Châu. À, giáo chủ đi chiếc ghe là ghe cui, cái người Vĩnh Long cho người Vĩnh Long Sa Đéc gọi đó là ghe cui các bạn, nó có phần mui ở mé sau lái à, còn phần trước như vậy là phải che lá, tôi dự đoán cái vụ mà che lá cho 8 9 người mà đi ghe đó thì là nó đúng đó các bạn. Chiếc ghe đó là 10 tấn trở lên các bạn, chiếc ghe tôi coi, tôi quay phim, tôi dân đi ghe mà các bạn, tôi nhìn tôi biết vậy, ghe đó 10 tấn trở lên chứ chứ không dưới 10 tấn. Cái chiều dài nó tôi đoán khoảng 11 thước các bạn, bị ngang 2 thước mấy nữa là 10, 10, 10 tấn, 11 tấn hoặc là 12 tấn luôn chiếc ghe đó. Bởi vì chiếc ghe phải lớn vậy mới mới 8 9 người sống được. Trời, tôi nhỏ, tôi đi theo ghe mà các bạn, tôi gành cái vụ này thì tôi nói các bạn, lời tôi nói là không có sai đâu các bạn, cái chính xác tôi đoán đoán ghe 10 tấn nhưng thật sự nó hơn đó các bạn, chiếc ghe cui nó hơn các bạn, tôi đoán khoảng 10 tấn thì sống mới được, 10 tấn hay là 10 tấn sức chứa đó các bạn, còn chở mấy ông này đi thì 9 10 người chỉ có 500 kg thôi các bạn, nó nhẹ, nó chèo nổi các bạn ơi, chứ nào nó không biết nói 10 tấn sao chèo các bạn. Thì thưa các bạn là vậy. Thì tôi thấy anh nào quay clip á, tôi tính coi lại mà giờ tôi tìm không có, không ra các bạn. Thì tôi thưa các bạn, cái ghe giờ đang còn ở Tổ Đình, cái ghe còn tốt, cái ghe cha tôi 18 tấn, lớn hơn chút xíu à, chiều dài nó cũng ngang ngang cái đó các bạn, mà nó lớn hơn chút xíu à, 18 tấn, mà ghe cha tôi ở mục mục rồi
Và cha tôi gần lúc mà cha tôi chết cái ghe nó cũng mục luôn. Bỏ. Thì thưa các bạn là vậy. Như vậy là giáo chủ đi về, giáo chủ đi về ở là căn cứ Phú Thành. Các bạn, giáo chủ ở đó 8 ngày, đó là theo lời bác Hai Khả. Nghe bác Hai Khả kể. Các bạn, thì cái lời của bác Hai Khả kể á, thì 3 năm về trước, các bạn, 3 năm về trước tôi nghe thì cái clip đó khoảng chừng ba mấy 40.000 người à. Là khi sau này á, ngày qua hôm kia tôi mới nghe lại các bạn, thì nó lên gần 400.000 người rồi. Các bạn, là 400.000 người rồi. Thì tôi mấy năm trước tôi nghe thì tôi nói các bạn à, tôi cũng có cặp mắt nhìn người chút đỉnh. Các bạn, tôi nhìn ở cái bác Hai Khả. Tôi nghe cái giọng nói bác Hai Khả, cái tướng tá, cái cách nói của bác Hai Khả thì tôi xác định bác Hai Khả nói thật 100%. Các bạn, có một bạn bên Mỹ động viên cho tôi nữa. Tức là khi tôi nói cái vấn đề này thì có bạn ở bên Mỹ đó là nói là chồng của bạn đó là bạn của bác Hai Khả. Ha, mà đã diễn tả con người của bác Hai Khả là rất là trung thực. Bác Hai, ha, mà cái đó cũng củng cố lòng tin cho tôi. Nghe các bạn. Rồi tôi làm thì các bạn tín đồ Phật giáo và hảo vô phản đối, nói ông Hải Khả già, ông lẫn, ông nói bậy nói bạ gì đó, mà cái chuyện đó các bạn phản đối là phản đối. Và khi 3 năm tôi quay lại tôi coi cái, tôi nghe cái clip đó lần nữa thì cái số lượng người xem đã gần 400 rồi. Và tôi xem tất cả các bình luận nha bà. Tôi xem tất cả các bình luận là cả chục năm nay. Thì tôi thưa các bạn là tôi không phát hiện một cái bình luận nào nói là lời nói bác Hải Khả sai. Nhiều tín đồ Phật giáo hòa hảo các bạn, nhiều tín đồ Phật giáo hòa hảo là tin tưởng cái lời của bác Hải Khả. Chứ phải có người không bình luận thì tôi không biết. Nhưng mà đa số những tín đồ Phật giáo hòa hảo bình luận trong đó thì tin lời bác Hải Khả nói sự thật 100%. À, tôi nói các bạn giờ là như vậy á. Mà bây giờ tôi làm clip mà tôi cũng nói là bác Hải Khả nói thật 100% nữa. Nếu không tin thì gửi cái video clip đó cho cảnh sát điều tra hình sự nó phân biệt tiếng nói của bác Hải Khả là nói láo hay nói thật. Nghe các bạn, thì như vậy là nha, với những cái suy luận của tôi rồi được cái bạn bè là bạn của bác Hải Khả, bị bạn đó bên Mỹ mà có chồng mà bạn của bác Hải Khả nói nữa, nha, mà nó củng cố lòng tin cho tôi. Và mấy năm nay tôi quay lại tôi coi thì không ai nói bác Hải Khả là nói dốc nói láo cả, trừ những người không nói, còn nói là nói bác Hai Khả nói thật. À, thưa các bạn là vậy. Thì bây giờ các bạn thì sau giáo chủ đi mà đọc lai lọc giảng thì sao anh biết được các bạn. Thì, nếu mà mình tất cả là mình phải suy luận các bạn. Thì nghĩ là giáo chủ ở dưới mười trí trong thời gian cũng khá lâu các bạn, rồi giáo chủ mới về. Bị về nổ căn cứ tại Phú Thành không, ở tới 8 ngày mà. Về tới căn cứ Phú Thành không, rồi giáo chủ nó ở tới 8 ngày, bác Hải Khả kể. Các bạn, thì 8 ngày này là để làm gì? Các bạn, thì giáo chủ ấy triển khai cái ý tưởng của chú giáo chủ đi đi hội nghị hoặc là thỏa thuận gì đó, mình không biết. Các bạn, nhưng mà 8 ngày thì chắc lẽ là phải gom đủ đầy đủ tướng tá. Bởi vì sau năm 1945 đó thì quân của Phật giáo Hòa Hảo, quân đội của Phật giáo Hòa Hảo là chạy chạy về Sa Đéc hết. Các bạn, ông là Nguyễn Hòa Hiệp cũng ở Cao Lãnh, ông là Trần Thành Liêm cũng ở Cao Lãnh, rồi ông Nguyễn Giác Ngộ cũng ở Cao Lãnh. Các bạn, ông Trần Văn Sói ở đâu không biết, ông Lâm Thành Nguyên ở đâu không biết, ông Võ Văn Điều thì ở Bến Tre. Các bạn, chắc lẽ là cũng phải chờ có liên lạc gì thu để giáo chủ gom lực lượng lại, rồi sau đó giáo chủ về nhà. Các bạn, vậy đó tình hình nó là gì. Thành ra cái chuyện mà ông Nguyễn Bảo Toàn các bạn làm giáo chủ không biết, thứ hai là ông là
Trần Văn Sói cho quân đi đánh ở Tân Châu, giáo chủ cũng không biết luôn các bạn. Mà tôi đã dự đoán là ông Nguyễn Bảo Toàn với ông Trần Văn Sói là đã có âm mưu trước rồi các bạn. Thì chính cái âm mưu này thì ta mới suy luận tiếp 7-8 ngày ở đó thì chắc lẽ họp cũng có vấn đề này nọ các bạn. Mà nhiều khi vừa chờ họp vừa triển khai cũng có thể là bàn thảo gì đó, nhưng mà lẽ là tất cả là ông Trần Văn Sói chắc ông để ngoài tai hết, tôi nghĩ là gì đó nha. Như vậy là ông về cái cuộc họp đó thì tôi dự tính, nếu mà tôi là ông, tức ta phải suy luận là ngược lại là gì đó, là nếu tôi là ông thì tôi sẽ về các bạn. Bởi vì trong cái trước khi mà ông được cái giấy triệu tập hoặc là giao liên gì nữa thông báo cho ông thì ông đi về các bạn, mà trong đầu ông đã phản rồi thì ông sẽ tính giáo chủ. Mà những cái kế hoạch này thì Pháp nó cũng đã trao đổi với ông hết các bạn. Cái kế hoạch mà phải bắt cóc giáo chủ với cái thư lệnh để cho hòa hảo đừng có đánh với nhau, cái này tôi nói rồi, cái chiêu nhất điểu song điêu này các bạn, là ông với Pháp đã thống nhất rồi. Thưa các bạn, thì như vậy thống nhất như vậy thì để mình giờ mình dí mình cứ như ổng đi các bạn. Giống giờ như nếu mà tôi là ông Trần Văn Sói thì tôi sẽ mang về ít nhất các bạn, tôi mang về cái căn cứ Phúc Thành này ít nhất là một đại đội các bạn, ít nhất là một đại đội. Mà thông thường á thì cái căn cứ Phúc Thành ở gì á, bị gì những cái tướng lãnh của giáo chủ thường thường ở với một đại đội hoặc hai đại đội à. Mà bạn một chi đội thì nó có nhiều đại đội lính này nọ, chứ đâu có ở chung, ở đâu có nguyên cái chi đội mà ở chung, ở rải rác hết. Thì nếu tôi làm Trần Văn Sói, tôi sẽ kéo về một đại đội, cả đại đội đủ rồi các bạn, đủ uy hiếp ông là Nguyễn Văn Ngộ rồi. Đại đội một, đại đội 100 người các bạn. Thì đại đội này phải trang bị cho nó đầy đủ võ trang các bạn, súng liên thanh, thời đã có súng liên thanh rồi, nhất là cái FM đầu bạc, cái FM đầu bạc là súng của Anh các bạn, rồi thăm sông là của Đức, bắn liên thanh hết rồi các bạn. Lúc đó thì cabin chưa có liên thanh, cabin M1 các bạn, ngay cabin M12 mới liên thanh đó các bạn. Thưa các bạn là gì đó, những cái gì mà tôi tìm hiểu tôi nói các bạn gì. Thì như vậy là lính hòa hảo á các bạn, thấy không? Không phải ai cũng được trang bị vũ khí hết đâu. Nó chỉ trang bị vũ khí cho là mấy cái người đội trưởng các bạn, đội trưởng, đội phó hoặc là những anh tiểu đội trưởng thì thôi, bị súng của hòa hảo cũng không có nhiều. Gồm có súng rồi tầm vông giặc nhọn rồi giáo mát. Quân đội thành lập đông vậy chứ mà không có súng để trang bị cho hết đâu. Thấy các bạn. Thì nếu tôi là ông Trần Văn Sói, tôi cũng biết cái tình hình quân đội của Hòa Hảo á, thì tôi đem về đại đội 100 tay súng, toàn bộ súng không các bạn. Tôi nghĩ là nếu mà tôi có ý đồ mà mưu sát giáo chủ thì tôi sẽ đem về một đại đội trang bị súng là liên thanh hết. Và bởi vì quân của ông gì Trần Văn Sói rất là đông, 7.000 quân mà các bạn, 7.000 quân nè. Thì ông về ông đem về cái dồn khi mà ông đầu Tây Pháp á, ông đầu Pháp á, là ông đem về 2.000 quân, trong đó có 200 là tay súng các bạn, 200 tay súng, tức là quân của ổng tới 7.000 đó, nằm rải rác hết trơn, nhưng mà ổng đem về tới là 200 tay súng, 250 chứ bạn, nó lộn, 250 tay súng. Thì như vậy là khi mà ổng kéo về căn cứ Phúc Thành thì ổng kéo ít nhất là có 100 tay súng các bạn. 100 tay súng này thì đủ uy hiếp cái tinh thần, đủ uy hiếp tinh thần của cái chi đội của ông Nguyễn Giác Ngộ đóng tại Phú Thành rồi.
thì ông Trần Văn Sói đi họp hành với giáo chủ. Mấy mấy cái ông lính của ông Trần Văn Sói là cứ mang súng đi tới đi lui đi rảo rảo vòng 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 đó không là đủ uy hiếp tinh thần lính của ông. Ông Nguyễn Giác Ngộ rồi, bị lính Nguyễn Giác Ngộ đâu có trang bị đầy đủ đâu mà giữ vậy. Thế là cái này là một trong những cái kỹ thuật để uy hiếp tinh thần. Tôi nghĩ là như vậy đó các bạn. Ổng cho quân là ổng đi ăn rồi đi vòng vòng 7 8 ngày đó là kéo quân đi chỗ này chỗ nọ thì chơi bài chơi bạc quýnh này quýnh nọ vậy ha, để uy hiếp tinh thần lính của ông Nguyễn Giác Ngộ. Tôi nghĩ ra cái đó đó các bạn. Tôi phải suy nghĩ, nếu mà tôi sẽ làm việc đó để uy hiếp nghe các bạn. Rồi mới là bắt đầu chọn cái vị trí, thì ổng sẽ có người chọn cái vị trí, thì chọn ngay cái vị trí độc đạo từ căn thứ lành đi ra ngay chỗ cái đốc vàng hạ độc đạo, bị đi ra cái căn cái đốc vàng hạ đó, thì còn tôi coi trên bản đồ Google Maps đó, thì từ cái đốc vàng hạ đến cái con sông Lấp Giò khoảng chừng 1 km hoặc là 1,5 km là cùng mà. Đó mà có đường trong căn cứ Phước Thành đi ra là đường độc đạo các bạn. Cái đường độc đạo này nó cũng hay lắm đó các bạn. Cái đường độc đạo này là những cái căn cứ quân sự thường thường người ta đóng những cái con đường độc đạo các bạn. Thì tôi biết vậy hết các bạn, tức là đóng cho những con đường độc đạo thì tránh tránh là nguy hiểm cho căn cứ mình rất là nhiều. Thí dụ như bác Hai Khả ông nói là bác đi ra ngoài 7 60 70 chiếc ghe rồi sau đó người ta tản đi hết, tức là con đường đi vô cái căn cứ gì đó ở ngoài ngoài kia cũng là con đường độc đạo các bạn. Cái gọi là con đường độc đạo mà thông thường nó là vậy các bạn, đóng ở những cái căn cứ mà là con đường độc đạo, chứ nhiều nhiều đường quá thì nó tập trung vô đánh mình chịu không nổi các bạn. Thường thường là độc đạo rồi ở trên ruộng trên bờ vườn gì đó người ta bố trí người hoặc là ta gài gài trong gài lũ đạn gì đó, cái chuyện mấy mấy ông quân sự ông rành ha. Nhưng mà tôi thông thường tôi thấy vậy, cái đường vô căn cứ của một đơn vị nào cũng vậy là phải là đường độc đạo, người ta chỉ thủ một mặt đó thôi các bạn, còn những cái mặt khác thì có những cái khác thủ thì thưa các bạn vậy. Thì như vậy là biết con đường độc đạo đó thì lính lát của ông Trần Văn Sói sẽ chọn vị trí, thế mà các bạn chọn vị trí trên cái đường giáo chủ đi về đi ra sông Lấp Giò đang về Tổ Đình các bạn, con sông Lấp Giò đi đi ra đó tới tới đó thì từ cái Lấp Giò các bạn, từ Lấp Giò ủa gì từ cái đốc vàng hạ tính đường thẳng á, ra tới sông Tiền là 1 km, từ đốc vàng hạ ra tới sông Tiền khoảng 1 km hoặc là 1,2 km. Rồi á, là từ cái đốc vàng hạ đó đến cái con sông Lấp Giò cũng khoảng 1 km đến 1,2 km, 1,5 km là cùng đó, các bạn khoảng là như vậy. Mà từ Lấp Giò mà về tới An Giang á, thì tới bên Tổ Đình á, thì phải vượt qua cái sông Tiền, vượt qua sông Tiền khoảng khoảng 1 km các bạn, rồi đi đi qua 30 km con sông Lấp Giò tiếp nữa là mới mới tới là bên sông Hậu, từ sông Hậu đó mới mới chèo về Dàm Nao về tới Tổ Đình. Nói chung là cái khoảng cự ly đó có khoảng 30 40 km các bạn. Thì thưa các bạn là vậy, nếu mà đi thuận thuận con nước 30 40 km đó thì chèo ngày đêm tới các bạn. Có lẽ là giáo chủ tính là chèo cho những ta chèo mình nó chèo đêm các bạn, chèo đêm mà đi 7 8 giờ tối mà thì ra tới Dàm đâu khoảng 8 giờ băng qua sông ở chừng nửa tiếng nữa thì 8 giờ rưỡi, chèo 30 cây số nữa các bạn, chui con nước nữa chèo 30 cây số nữa sẽ tới sông Hậu. Tới sông Hậu mà kịp cái nước lớn nữa thì đi về tới tới Tổ Đình khoảng là mười mấy 20 cây số nữa, nói chung là khoảng khoảng 40 50 cây số à các bạn. Đó, thì thưa các bạn vậy.
Thì cái này á thì bác Hai Khả là nói các bạn là chiếc ghe thì bác Hai Khả không có biết, bị bác Hai Khả không phải là dân chuyên nghiệp đi ghe, nên bác Hai Khả nói khoảng 2 3 tấn 3 4 tấn gì đó mình không biết các bạn. Ông nói vậy thì thưa các bạn, vậy bác Hai Khả bảo an quân mà không phải dân đi ghe nên không có biết các bạn. Tôi xác định các bạn chiếc ghe đó khoảng 10 đến 12 tấn mà các bạn quay cái ghe mà ở ở Tàu Đình đó, đó là ghe cui của Vĩnh Long, ghe này đóng kiểu của Vĩnh Long Sa Đéc chứ không phải là đóng kiểu An Giang Châu Đốc. Cái kiểu Châu Đốc nó đóng cái mũi khác, kiểu An Giang nó đóng cái mũi cũng khác nữa các bạn. Đó, thưa các bạn gì, tôi nghiên cứu ghe thì tôi dân đi ghe mà các bạn, thì tôi nói các bạn gì ha. Thì tất cả những vệ sĩ các bạn ha, tất cả những vệ sĩ là phải xác định là bảo an quân, có người là lính bảo an cũng có thể là người của công an hòa hảo, mà những người này thì người ta sẽ tập hợp, tức là những cái anh khá anh giỏi ha, ở những cái đơn vị nào đó trong quân đội hòa hảo. Bị thời kỳ này là ông Năm Sói ra nắm chi đồ một rồi, rồi không biết giáo chủ giao cho ai để phụ trách cái công ác bảo an này. Tôi tìm hoài mà tôi tìm không thấy các bạn. Thưa các bạn là gì, thì như vậy là bác Hai Cả kể là mấy anh này là 18 20 tuổi, bác Hai Khả lúc đó là lớn giáo chủ thì 3 tuổi 4 tuổi gì đó, thì bác Hai Khả 30 31 tuổi các bạn. Mấy anh này là 10 18 20, bác Hai Khả nói vậy. Riêng của anh thư ký dự thì khoảng 16 tuổi các bạn. Cái vai trò của anh thư ký dự á, thì đi theo 10 15 16 tuổi thì cũng giống như ông Lê Quang Vinh ngày xưa đi theo giáo chủ thôi, thì cũng phụ tá và làm tiểu đồng cho giáo chủ, mình phải hiểu vậy đó chứ. 15 16 tuổi thì đâu có làm được cái gì. Thứ hai nữa là cũng chuẩn bị tiền bạc và cơm nước gạo đầy nọ đi ra, mà nếu mà được cái tín đồ Phật giáo hòa hảo hoặc là dân người ta cho ăn thì đỡ khổ, không có phải có tiền có bạc để đi mua đồ nó ăn các bạn, thì cái chuyện đó là nó hợp lý thôi. Chứ nhiều khi cũng giáo chủ muốn đào tạo cho cháu của mình đó các bạn, thì đi theo 15 16 tuổi đi theo không có gì đâu. Thì ra bác Hai Khả kể rồi, giáo chủ đi đi mình à các bạn, giáo chủ đi có mình à. Nói bác Hai Khả cũng kể luôn là giáo chủ ăn không có ăn nhiều món, ăn có món một à, nguyên bàn dọn dài vậy á, rồi anh em người ăn 2 3 món. Giáo chủ đi dòm tới từ trước tới sau rồi là giáo chủ vô ngồi ở bàn giữa, chắc lẽ dọn cái bàn hình chữ nhật dài á các bạn, rồi giáo chủ vô ngồi bàn ngồi ở giữa, rồi giáo chủ ăn cơm với món à các bạn. Đó bác Hai Khả kể các bạn. Rồi có anh các bạn, có anh hỏi là bác Hai Khả là có gần giáo chủ không. Bác Hai Khả nói không các bạn, không có nói chuyện thì giáo chủ chỉ có khi nào có bệnh hoạn thì mới tới xin thuốc giáo chủ thôi, tức là chỉ nói với giáo chủ 1 2 tiếng thôi, mặc dù đi sống rất là nhiều ngày nhiều tháng vậy các bạn. Thì bác Hai Khả kể là chỉ có xin thuốc thôi. Thì qua xin thuốc này tôi mới nói tới cái này, mới nói tới ông Hầu nữa các bạn. Ông Hầu ông thần thánh quá giáo chủ, ông kể giáo chủ là trị bệnh bằng dây thuốc bông trang bông chiết gì đó các bạn. Rồi tín tín đồ Phật giáo hòa hảo thì tin soái cổ cái ông Nguyễn Văn Hầu này giết, cứ là đồn thổi lên giáo chủ là Phật đó, mới là chữa bệnh là bằng dây chuối bông trang bông này bông nọ đúng không. Và đó mình cũng hiểu là giáo chủ học thuốc, nhưng mà giáo chủ dùng những cái loại thuốc gì đó cũng có thể là chữa cho hết vài người, chứ bệnh nan y mà sao mà chữa hết đó, đó bệnh nan y mà chữa hết là do ông Hầu ông giết thôi các bạn. Thưa các bạn là gì, bác Hải Khả kể rồi, chỉ có hỏi xin thuốc giáo chủ thôi, ngoài không có gì chứ, không có nói chuyện gì chứ, sợ cái uy nghiêm, hoặc là giáo chủ là cũng có dạng người ít nói các bạn, không có trao đổi như như người khác. Bởi vì thật sự mà nói thì mấy anh em phòng vệ,
mấy anh em phòng vệ với những anh tay chèo với bác Hải Khả này cũng không gần giáo chủ được nữa. Bị đi chèo ra, tôi cho chèo ra 3-4 ngày đi. Đi nước xuôi nước ngược gì đó, từ Trân Châu mà chèo ra đó chừng 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đó các bạn. Đó, thì cũng đâu có gần giáo chủ được nhiều, rồi giáo chủ đi lên bờ ở nhà ông Tư Đức gì đó. Rồi giáo chủ đi ở nhà với tín đồ của giáo chủ hoặc là ra ở với là ông Quỳnh Trang Trí không à. Thì ra cái sự mà gần gũi của những anh tay chèo hoặc là những cái anh mà vệ sĩ đâu gần gũi giáo chủ. À, chúng ta phải hiểu cái vấn đề cái bối cảnh đó, lịch sử là gì, mặc dù đi với nhau rất là nhiều ngày. Thế mà ở chung với ghe với nhau tôi nghĩ chắc chừng tuần lễ à. 3-4 ngày chèo ra, 3-4 ngày chèo về. Là mấy nhờ những cái anh vệ sĩ với những anh ta chèo này gặp giáo chủ chỉ có mấy ngày à. Tôi nghĩ là vậy đó các bạn. Các bạn. Thì thưa các bạn là vậy. Cái rồi ở đốc nhà ở ở căn cứ Phước Thành 8 ngày đi tới đốc vàng hà thì giáo chủ đi ban đêm các bạn, tôi đi ban đêm là khoảng 7-8 giờ tối vậy đó. Tôi nghĩ là cái con nước này con nước xuôi, bị thông thường đi ghe chèo á thì đi đi nước xuôi nó dễ chèo, chèo nó ngợp và người ta cũng tính toán. Tôi nghĩ là nước xuôi tức là nước ròng á các bạn, giáo chủ đi con nước này là đúng là con nước ròng các bạn. Tôi dân đi ghe mà tôi đoán đó các bạn, tôi đoán chính xác giáo chủ đi con nước ròng khoảng 7-8 giờ tối này, giáo chủ đi con nước này là con nước ròng. Bị con nước lớn á, thì từ sông Dốc Giò nó chảy vô và chảy vô con kinh Ba Răng đó, rồi nó chảy vô ha bạn, thì giáo chủ đi từ ở trong kia đi ra con kinh Ba Răng, thì đi ra con sông Lấp Giò để về nhà. Thì như vậy là lúc giáo chủ đi là con nước này hoặc là đứng ròng thì giáo chủ mới kịp các bạn, đứng đứng ròng thì giáo chủ mới là kịp ra ra cái đốc vàng, ra kinh đốc vàng xong rồi đi xuống xuống con sông gì, con sông Lấp Giò nó mới thuận nước đó các bạn, nó là gì đó, nó thuận nước. Thì nó, các bạn kinh nghiệm đi ghe thì tôi nói với các bạn là như vậy. Thì giáo chủ đi 7-8 giờ tối này là con nước rồng, các bạn xác định là con nước là đang đang đứng rồng hoặc là rồng rồi à, để cho về kịp. Thưa các bạn là vậy, để ra xong Lấp Giò về kịp. Thì như vậy là đang trên đường đi bị đón lại bác Hai Khả kể các bạn. À, bởi vì trong cái hỏi trong mấy người đi tìm cái chết của giáo chủ này á, thì hỏi thì tôi thấy chỉ có cô nữ các bạn, cô nữ là xói sâu để đi tìm hiểu, rồi mấy ông đạo kia tin Đức Thầy là Phật mà cứ hỏi theo cái kiểu là Phật trời không à. À, thưa các bạn là vậy, thành ra cái câu chuyện nó không có đưa cho mình thêm những cái chứng cứ khác, chỉ có à, mình biết được những cái chứng cứ cái này kể là một phần là rất có cái công lớn là của cái chị phụ nữ đó thôi. À, mấy ông kia mấy ông đạo xen vô nhiều cái dễ quê lắm các bạn, tôi thấy đang hỏi nghe cái xen vô hỏi cái này cái kia là bị 3-4 người hỏi mà các bạn. Thì như vậy là bị đón vô, bị đón vô thì làm sao mà giáo chủ đi lên. À, chúng ta phải biết cái vấn đề này nó là như vậy các bạn. Thì bây giờ đáng lẽ gì đón vô thì thư ký giữ đi lên trước nha, hoặc là một anh chèo ghe hoặc là vệ sĩ gì đó đi lên trước, chứ là theo bác Hai Khả kể là giáo chủ đi lên trước, đi với thư ký giữ, xong đó thì là giáo chủ kêu thư ký giữ sử xuống ghe, thì thư ký giữ xuống ghe, mới vừa xuống ghe xong thì
mấy anh phòng vệ bước lên thì là súng nổ. Bác Hai Khả kêu giơ tay lên thì súng nổ. Nghe các bạn, cái sự kiện này ta giải mã là sao? Chiếc ghe của giáo chủ đi vậy, đi trong vùng hòa hảo, phải không? Mà có người đón lấy giáo chủ lại. Đi trong vùng hòa hảo vậy mà có người đón giáo chủ lại. Nghe các bạn, thì tôi nghĩ là cái người mà xuống để mà hỏi giáo chủ, mời giáo chủ lên, tôi nghĩ là cái phải có người mời giáo chủ mới lên. Các bạn, tôi nghi ngờ là ông Trần Văn Sói xuống mời giáo chủ. Các bạn, có thể là trao đổi qua lại gì đó, bị chiếc ghe tới 11 thước. Rồi ban đêm lộn xộn này nọ nữa các bạn. Mà cái ghe là khoảng 11 thước mà bắt Hai Khả là tuốt ở sau lái. Ở nhiều khi là ghe ghé đậu do tấp, mới vừa tấp xong thì phải lo bắt đoàn dài. Mấy anh ở trước mũi phải lo bắt đoàn dài cho giáo chủ đi lên. Các bạn, rồi có lẽ là bắt Hai Khả lui cui ở sau này. Tức là cái sự trao đổi này thì phải là người như thế nào đó, ha, giáo chủ biết, giáo chủ mới đi lên nói chuyện. Tôi giờ tôi tất cả ta phải suy luận đấy các bạn. Tôi giả dụ như là ông Trần Văn Sói xuống là ghe mời giáo chủ, nói mời Đức Thầy, ha, mời Đức Thầy, đây là căn cứ của con đang đóng ở đây, các bạn, mời Đức Thầy lên tham quan một chút rồi Đức Thầy về, hay là lên con có chuyện muốn thưa, muốn bẩm gì đó. Tôi nghĩ là phải là ông Trần Văn Sói mời. Chứ còn nhiều người khác mời là giáo chủ không đi đâu. Giáo chủ sẽ cho thư ký giữ đi. Ha, hoặc là do cho những anh phòng vệ lên coi ai mời. Các bạn, nếu bác Hai Khả kể là ghe ghé lại mà mời giáo chủ đi lên thì tôi nghĩ là ông Trần Văn Sói sẽ mời. Mà tôi nói các bạn á, cỡ ông Trần Văn Sói thì mấy anh vệ sĩ mà 18, 20 tuổi này mới vào vệ cũng là không ai biết mặt ông Trần Văn Sói luôn. Mấy chục ngàn quân rồi mà bác. Ông Trần Văn Sói ông chỉ lãnh đạo cái quân của ổng thôi. Còn cái quân này là quân của Bảo An quân. Có ai biết mặt ông Trần Văn Sói đâu. Nguyên cái nhóm 7 anh đi chèo ghe. Đó là Bảo An với Công an quân. 18, 20 tuổi này thì không ai biết Trần Văn Sói là ai hết. Tôi dám khẳng định với các bạn vậy. Tôi nói các bạn vậy. Mà ban đêm có thể là bác Hai Khả là người biết Trần Văn Sói. Ông 30 tuổi, ông có thể ông biết. Bởi vì khi đậu ở căn cứ Phú Thành là 7-8 ngày. Có thể là ông Trần Văn Sói đi ra đi vô gì đó bác Hai Khả biết thôi. Các bạn, mà ban đêm nữa. Ban đêm trời tối đen như mực thì bác Hai Khả đâu có biết nhìn mặt ai là ai. Các bạn rõ ràng là ai là, không có biết mà mặt ai là hết. Thì như vậy là gì? Ông Trần Văn Sói sẽ xuống mời giáo chủ. Các bạn, thì giáo chủ mới đi lên. Đó, tôi nghĩ là chỉ có cách đó thôi. Còn nếu mà những cái người khác, bởi vì là không có ai có thể là mời giáo chủ đi được. Các bạn, tôi nghĩ là không có ai có thể là mời giáo chủ đi hết trơn. Còn nói Việt Minh mời cái chuyện này là ông Hầu, tôi đã nói rồi bác, toàn bộ ông Hầu cũng dựng chuyện. Và ngay cả Việt Minh giờ mời giáo chủ nữa, giáo chủ có biết ai là Việt Minh đâu mà mời. Các bạn, tôi nói các bạn, tất cả này là do ông Hầu, ông dựng chuyện lên theo cái ý của ông Trần Văn Sói, tôi đã xác định trước rồi các bạn. Thì như vậy là ông Trần Văn Sói sẽ mời. Mời giáo chủ mới đi. Thì thư ký giữ cũng không biết Trần Văn Sói là ai đâu. Tôi nói thưa các bạn, không bao giờ ai biết Trần Văn Sói là ai cả. Ban đêm trời tối đen như mực gì. Ha, thì lên có cái đèn dầu để ngoài cái giường đó. Để ngoài cái bờ giường. Ha, bờ giường bây giờ là cái lỗ xe đó các bạn. Hôm trước tôi đưa xem các bạn cái clip đó, là cái lỗ xe. Cái lỗ xe bây giờ người ta tráng xi măng chạy rồi đó. Bờ giường là thời bác Hai Khả kể là nó là như vậy. Thì từ cái bờ giường, cái bàn đó, bác Hai Khả nói cách 3 mét, cách cái ghe 3 mét.
Tức là từ cái bàn đó mà xuống tới Bắc Hải Khả là khoảng 10, 13, 14 mét. Đó các bạn, 13, 14 mét. Thì như vậy là người ta bố trí, các bạn, người ta bố trí như vậy thì cái người kia thì mặc áo trắng. Nhớ các bạn, người kia mặc áo trắng thì là giáo chủ mặc áo đen. Các bạn, giáo chủ mặc áo đen, Bắc Hải Khả chỉ thấy thì dưới cái đèn dầu để đó. Thì khi đó thì bốn vệ sĩ đi lên. Bốn vệ sĩ đi lên thì Bắc Hải Khả kể là người ta kêu giơ tay lên. Đúng không? Giơ tay lên. Đó. Thì chắc ba người kia giơ tay. Ông 10 tỷ là phóng xong. Ông 10 tỷ là nghi có vấn đề. Ông 10 tỷ phóng xong chạy thì người ta mới bắn. Các bạn, người ta mới bắn. Thì cỡ ông năm cỡ ông năm lửa thì chụp tay giáo chủ thì dẫn giáo chủ đi thôi, cái chuyện đó là mình phải mà khi mà đạn nổ thì ông năm lửa ông sẽ quơ cái đèn tắt, ông chụp tay giáo chủ ông dẫn đi, theo tôi nghĩ là như vậy đó các bạn. Thì có thể đạn bắn là ông Lê Quang Vinh dưới một tay nào đó, mà phải nó bắn súng liên thanh là bắn súng FM bị nha. Bị là Bắc Hải Khả kể là đạn bắn như mưa. Đạn bắn như mưa tức là nhiều đạn bắn lắm. Bắc Hải Khả nói rồi, đạn bắn như mưa rào mấy bữa nay. Tức là bắn rào 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 rào. Tức là nhiều cái súng bắn. Thì tôi nói các bạn, mới tổ chức cái này thì chỉ cần 3-4 người thôi. 3-4 người bắn bắn súng thôi. Nhưng mà tôi mới dự đoán trong đó là có ông Lê Hoàng Vinh. Các bạn. Và người ta bắn rào 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 như vậy thì chết có ba người. Còn khi nghe đạn nổ thì ở đây xong người ta bắn tùm lum hết trơn rồi. Thì ban đêm thường thường bắn rào rào như vậy là bắn một cái băng đạn mấy chục viên đó các bạn, rồi người ta vô băng đạn khác, rồi người ta bắn tiếp nữa, ta bắn mấy cái ông chèo ghe đó, nhưng mấy ông lặn trốn đâu hết trơn à các bạn, lặn trốn dưới mà nghe bắn rào rào là gì, bắn tìm mấy cái ông mà chèo ghe, có thể người ta bắn chỗ này chỗ nọ, bắn là giống như để coi như là một cuộc là gì, giống như là cũng có một cái căn cứ có nhiều quân vậy à, khá là. Nhưng mà tôi thấy thông thường mà nếu mà tổ chức này khoảng chừng 4 người, tôi nghĩ 4 với 5 người các bạn đó. Ông Trần Văn Sói có thể kéo về một đại đội, thấy không? Nhưng mà đi tổ chức này thì chỉ có 4-5 người thân cận thôi các bạn. Thì số còn lại tôi nghĩ là ông cho quân của ông đóng gần đâu đó để là án ngữ quân của ông Nguyễn Giác Ngộ các bạn. Tôi nghĩ cái điều đó nó là như vậy đó các bạn. Thì như vậy thì mới mới bắt cóc giáo chủ được các bạn. Thì sau cái loạt súng nổ đó là mọi người chạy tứ tán hết, không biết mấy ông kia chạy ở đâu, riêng Bắc Hải Khả thì quay ngược về căn cứ Phú Thạnh. À, Bắc Hải Khả lớn tuổi nhất, Bắc Hải Khả găng ngược về căn cứ Phú Thạnh, còn có lẽ mấy ông kia là chạy tán làng hết, chạy đâu không biết, chạy trốn trong dân, có thể là đi ban đêm ban hôm gì về trốn. Các bạn bị quá bất ngờ vậy là mấy ông chạy ông trốn hết trơn, rồi sau đó mới tìm đường về. Các bạn thì sau đó là mới tìm đường về về Châu Đốc Long Xuyên, hoặc là ai nấy về quê nấy các bạn. Thì thưa các bạn là gì đó, chắc lẽ là sau đó là người ta phải về nhà người ta hết, rồi sau đó thì có lệnh gọi hay gì đó người ta mới quay về tổ đình gì đó các bạn. Thì tôi cái đó mình không rành, nhưng mình sẽ đó mình chỉ nói cái sự kiện ở đây thôi. Thì như vậy là gì, là ông Trần Văn Sói các bạn nắm tay giáo chủ dẫn đi các bạn, nắm tay giáo chủ dẫn đi thôi các bạn. Thì theo mấy năm sau Bác Hai Khả quay về hỏi ha, thì người ta trả lời các bạn là
là đã dẫn giáo chủ đi vô ngọn Đốc Vàng. Sau loạt súng nổ thì dẫn giáo chủ đi vô ngọn Đốc Vàng. Rồi một thời gian sau người ta dẫn giáo chủ đi ra, đi về phong Mỹ. Tức là khi dẫn vô Đốc Vàng á, là một cái vị trí nào đó, các bạn, để cho giáo chủ viết cái bức thư. Đó, để giáo chủ viết bức thư. Viết bức thư xong á, thì người ta mới dẫn giáo chủ đi về cái hướng phong Mỹ. Đó, cái tín đồ Phật giáo Hảo kể cho bác hai nghe là gì á, các bạn. Thì cái nhà mà giáo chủ thọ nạn là nhà của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mà nhà của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì không phải một nhà đâu các bạn. Hồi đó người ta theo đạo mà. Tôi nghĩ là nguyên cái xóm đó đạo Phật giáo Hòa Hảo á, tôi không có về đó nha các bạn. Tôi lớn tuổi rồi chắc là tôi không có đi chứ đó. Nếu mà tôi đi chắc là tôi điều tra tất cả cái xóm đó đều đạo Hòa Hảo. Tôi suy luận ngược thôi, giống như cái xóm tôi thì có mình gia đình tôi là không có theo đạo Hòa Hảo thôi. Còn là hai bên bên sông rồi nè, ta theo đạo Hòa Hảo. Thưa các bạn là gì đó nha. Ừ. Thì như vậy là gì các bạn, tất cả cái sự kiện Đốc Vàng Hà là ông hầu thì giết các bạn nha, ông hầu là dựng chuyện giết tại Đốc Vàng Hà, dựng chuyện hết các bạn. Thì chỉ có là cái sự kiện xảy ra các bạn. Bây giờ tôi trả lời tổng hợp vậy, bị các bạn thắc mắc nhiều cái lắm. Anh Cờ Đỏ thắc mắc có, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thắc mắc có, những người trung lập hỏi cũng có. Thì tôi tổng hợp như vậy, có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hỏi tôi vậy là ai đem chiếc kia về tổ đình. Hỏi tôi cái này tôi cũng khó các bạn, khó lắm, không biết sao trả lời được. Bởi vì khi mà người ta về, người ta tuyên truyền đó là căn cứ của Việt Minh, thì không có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nào từ ở bên Long Xuyên Châu Đốc hoặc là gia đình của Phật giáo Hòa Hảo ở bên Long Xuyên Châu Đốc mà qua qua chỗ căn cứ Việt Minh đó mà để mà đem cái ghe về hết. Chứ bạn, thì giờ ta suy luận thôi, các bạn ta suy luận tiếp thôi. Các bạn, thì có lẽ các bạn, có lẽ mấy cái anh tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, một là những cái anh mà bị bắn chạy đó, thì người ta ở đó rồi dân chứa, dân nuôi 2 3 ngày gì đó, rồi cái người ta cũng nói thiệt là đi là bảo an và gì đi đi chèo ghe cho giáo chủ các bạn. Thì dân người ta nuôi thôi, cái chuyện cái dân mình nè, dân mình thì ai cũng nuôi, ai cũng chứa chứ mà. Thì ở chốn 1 2 ngày gì đó thấy im im, rồi tôi nghĩ rồi mấy ổng xuống ghe chèo, mà chèo đó đi thì phải 2 ông các bạn, phải 2 ông mới chèo, bị cái ghe đó phải ba ba người chèo đi mới nhanh, đi mới được. Còn nếu mà tệ lắm thì cũng phải 2 người chèo mới 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 về tới tổ đình được. Thì như vậy là có thể các bạn, có thể là một trong 3 ông ta chèo đó, bác Hai Khả là biến mất chạy lên Sài Gòn rồi, không có nói rồi, hiểu không? Còn 2 tay chèo kia có thể là người ta mượn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở đó các bạn, có thể là người ta mượn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở đó để người ta chèo cái ghe về cho về tổ đình, cái kỷ vật của Đức Thầy đó, thì người ta sẽ mượn cái tín đồ ở chỗ đó người ta chèo các bạn. Mà chèo về nhiều khi là không có đem về tổ đình nữa nó các bạn, nó nói là nhiều khi không phải đem về tổ đình nữa, chúng ta phải suy luận hết à, đem về để nhà cho một những cái anh nào đó rồi một thời gian êm êm rồi này nọ, hoặc là nhiều khi có chuyện gì đó rồi người ta đi tìm hay gì đó rồi, cũng có sự thỏa thuận nào đó hay gì đó rồi ta mới đem cái ghe về tổ đình được đó, các bạn nói là như vậy đó các bạn. Chưa 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 giờ biết làm sao mà ghe về tổ đình các bạn. Nếu mà cái ghe đó thật sự bây giờ ghe đang để ở tổ đình đó, tôi nói vậy mình đưa ra giả thuyết mà các bạn, nếu mà ghe thật sự đó là chiếc ghe chở Đức Thầy đi ha, thì chỉ có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đem về thôi chứ bạn.
chứ không ai đem về hết, nhưng mà một hai ba người gì đó thì do, hoặc là mấy ông kia chạy hết các bạn. Cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, tại ở đó các bạn, người ta chèo về, cho chèo về tổ đình. Rồi, có thể có cái phương án là cái phương án mà khả dĩ nhất là như vậy các bạn. Thì hai người dân thôi, hai thanh niên hoặc là ba thanh niên gì á, thì người ta chèo cái ghe qua tổ đình, người ta đi xe về thôi, tốn chút đỉnh tiền các bạn, mấy chục cây số mà gì đó. Thì cái khả năng cao nhất mà cái người chèo ghe về cho Đức Thầy được đó là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chứ người khác người ta không chèo, người ta lấy luôn các bạn. Chỉ có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là mới giữ của cho Đức Thầy thôi các bạn, nếu mà gặp người dân khác là người ta lấy luôn các bạn. Thì cái chiếc ghe tôi có thể trả lời với các bạn là như vậy các bạn. Rồi các bạn hỏi tôi là nói là cái giải thích làm sao cái sự việc mà bác Khải Khả đi mấy chục năm không về, thì cái này bác Khải Khả làm thì mình không có biết nữa các bạn, đó thật sự ra mà nói. Nhưng mà tôi nghĩ bác Khải Khả là một người tin Đức Thầy, coi Đức Thầy như là Phật sống mà các bạn. Bác Khải Khả kể đi đi do có ông bà độ, thật sự tất cả các bạn đó là giáo chủ chỉ đường cho đi hết trơn á. Giáo chủ người thông minh mà hiểu biết, chỉ cần hỏi đường, ta sơ sơ bị mấy ông này là không phải dân chuyên nghiệp đi ghe mà đi đường lạ nữa, thì chỉ cách hỏi thôi các bạn. Thì giáo chủ có thể là hỏi bằng cách nào đó thì giáo chủ biết, giáo chủ chỉ cho bác Khải Khả đi thôi, với bác Khải Khả nói là có ông bà độ, ông bà dẫn đường, không biết. Thật sự ra giáo chủ biết hết các bạn phải hiểu gì, những người thông minh tài giỏi như giáo chủ mấy chuyện nhỏ này mà đâu có gì khó các bạn. Thì thưa các bạn như vậy. Rồi bác Khải Khả đi thì cái này thì tôi trả lời với các bạn thế này, tức là sau khi bác Khải Khả về mà không có thấy quân đi tiếp cứu, người ta bắn đạn ào ào như mưa rào vậy, mà trong cái địa phận của Hòa Hảo mà Hòa Hảo không có cái động binh cái gì hết, không có đi tiếp cứu gì hết trơn, hoặc là bác Khải Khả thấy ở đó lộn xộn, có thể là quân của Trần Văn Sói đã trà trộn, hay có thể là Trần Văn Sói để quân ở lại, ông đem tôi dự đoán ông đem về 100 trăm tay súng, mà có thể là ông Trần Văn Sói để quân ở lại tại căn cứ của là ông gì, ông Nguyễn Giác Ngộ. Trần Văn Sói chỉ đi với ba bốn người, bị có mười mấy cây số mà Trần Văn Sói sẽ đi với ba bốn người khác ra đó phục kích, còn bộ toàn bộ cái quân khoảng 90 95 gì đó ở lại căn cứ của Phú Thành. Nên khi cái thơ đem về thì ông Nguyễn Giác Ngộ, tôi không nghĩ ông ngu các bạn, tôi hoàn toàn tôi không nghĩ ông Giác Ngộ ngu mà không tìm ra được cái năm cái điểm bất thường đó các bạn. Tôi nói về tất cả bốn gì cái đầu cái đích thôi là thấy nó đã bất thường rồi. Gửi ông Trần Văn Sói, ông Nguyễn Giác Ngộ mà có cái dấu ngoặc kép ở trên đầu nữa. Đó, cái thư mà tay của giáo chủ viết các bạn, có cái dấu ngoặc kép, đáng lẽ gì mở ngoặc kép thì phải đóng ngoặc kép, nhưng mà giáo chủ chỉ mở ngoặc kép thôi, không có đóng ngoặc kép. Rồi gửi ông Trần Văn Sói với ông Nguyễn Giác Ngộ, gửi ông Trần Văn Sói trước và ông Nguyễn Giác Ngộ sau. Mấy cái trong thì có thể ông dần những sói ngu, ủa gì ông Nguyễn Ngộ ngu, ông không hiểu đi, thì cái đầu tiên là ông phải hiểu, cái cuối cùng là giáo chủ viết ngày Tây, mà giáo chủ chưa bao giờ viết ngày Tây, đến lúc ngày giáo chủ mất tích lại lại viết ngày Tây các bạn. Ông Trần Văn gì ông Nguyễn Giác Ngộ tôi nghĩ là ông bị khống chế, chứ không phải là tôi không nghĩ là ông Nguyễn Giác Ngộ không biết đâu, là bị khống chế rồi nên khỏi đi tìm luôn, là giáo chủ là vậy đó. Mấy ngày sau cũng không đi tìm, rồi cái người ta khống chế, người ta ông Trần Văn Sói sẽ vô thỏa thuận với ông Nguyễn Giác Ngộ, rồi anh cứ rút quân về anh đi, tôi không có làm gì hết, xong mọi chuyện nha. Có thể là như vậy đó các bạn,
giờ Đức Thầy đã chết rồi, giờ tôi cũng không biết sao. Trần Văn Sói nói tôi cũng dẫn quân rồi này nọ đi đi để vô ngay cái căn cứ, bị gì ông Nguyễn Ngộ Thừa biết cái đất Vàng Hạ đó là thuộc cái địa bàn mình quản lý các bạn, thì ông Nguyễn Giác Ngộ, cái tánh ông Nguyễn Giác Ngộ là dĩ hòa vi quý, thì ông sẽ coi như là xong, ông về ông cắt cứ cái vùng Chợ Mới An Giang của ông là xong các bạn. Ông Nguyễn Giác Ngộ biết biết Trần Văn Sói giết, thưa các bạn là gì, tôi nghĩ là ông Nguyễn Giác Ngộ biết các bạn. Và khi đó khi bác Hai Khả giờ đang trả lời về bác Hai Khả, thì bác Hai Khả là gì, chạy về đó không thấy quân động của ông Nguyễn Giác Ngộ đồng tỉnh. Đêm đó có thể là bác Hai Khả ngủ lại đó, sáng hôm sau cũng không thấy đồng tỉnh gì hết, rồi có thể là chuẩn bị kéo quân về Chợ Mới An Giang gì đó, thì bác Hai Khả thấy là hết hy vọng rồi, bác Hai Khả chuồn lên Sài Gòn thôi các bạn. Và bác Hai Khả cũng đã đánh mùi, tôi nghĩ các bạn, bác Hai Khả không không có xác định lắm, nhưng bác Hai Khả với cái tuổi 30, tuổi 30 mà đi như vậy, đi trong cái, bác Hai Khả thuộc công an hòa hảo mà các bạn, bác Hai Khả không có biết đi ghe, chèo ghe nó dễ lắm các bạn. Thì với cái con người 30 tuổi, 30 tuổi mà đi vô công an, bác Hai Khả không kể bác Hai Khả đi gia nhập hồi nào, thành ra mình không biết các bạn. Nhưng mà với cái tuổi đó, cái khả năng nhận thức kiểu đó thì bác Hai Khả đã đánh mùi. Các bạn, tuổi 30 là tam thập như lập mà các bạn. Cái người 30 tuổi là người ta chững chạc nhiều thứ lắm. Các bạn, ông bà mình nói tam thập như lập, tức là cái tuổi 30. Thành ra bác Hai Khả biết, bác Hai Khả không có về, trốn luôn. Trốn luôn ở trên Sài Gòn. Thấy không? Và bác Hai Khả khi đã về, già rồi về, cũng không về tổ đình. Các bạn nghe bác Hai Khả kể không? Không về tổ đình. Về nhà tu nhớ Đức Thầy rồi tu luôn. Nghe chờ ngày Đức Thầy về, không về tổ đình. À các bạn, không không về tổ đình. Các bạn, thì và bác Hai Khả cũng kể luôn có những cái clip các bạn mấy năm trước khi bác Hai Khả về, có những người ở nước ngoài người ta tới người ta quay người ta phỏng vấn gì á, bác Hai Khả không cho, chỉ hỏi nói chuyện thôi, quay hình bác Hai Khả không cho, mà đến khi bác Hai Khả gần chết rồi á, thì cái đoàn này nó tới thì bác Hai Khả mới cho. Bác Hai Khả nói chuyện, các bạn phân tích cái cuộc nói chuyện đó thì thấy bác Hai Khả, tôi nói thiệt các bạn, mình không phải là mình đa nghi lắm đâu, nhưng mà cách nói bác Hai Khả thì nó chưa có nói thật hết. Tại vì những cái người hỏi đó không biết cách hỏi. Đó là không biết cách hỏi. Đó là không biết cách hỏi nên cứ chỉ có cái người phụ nữ là hỏi có thể coi coi được được chút, còn mấy ông đạo kia thôi. Đó là thành ra bác Hai Khả không có nói hết. Mà con người tánh tánh cái giọng nói của bác Hai Khả là một con người trung thực, nếu bác Hai Khả giấu thì thôi, chứ mà khi ông nói ra là ông nói trung thực đó các bạn. Thì nay thôi tới đây tôi dừng hết các bạn, tôi giải thích thôi hết, tôi gom hết tất cả những cái ý hỏi của bạn về cái Đốc Vàng Hạ này vô tôi trả lời một clip này coi, như cái vụ án Đốc Vàng Hạ, tại vì chỗ Đốc Vàng Hạ này tôi hiểu làm sao, tôi suy luận sao, tôi biết sao, tôi trả lời các bạn như vậy. Đó các bạn, thì hoàn toàn là sự việc ha, sự việc tại Đốc Vàng Hạ là do ông Trần Văn Sói làm, không có bằng chứng, nhưng mà đó là suy luận logic học. Rồi cái viết về Đốc Vàng Hạ thì do ông Nguyễn Văn Hầu viết toàn bộ dựng nên sự việc hết, chỉ có là việc bắt cóc giáo chủ ha, viết cái thư là sự thật, còn tất cả những cái khác là ông Nguyễn Hầu vẽ lên hết các bạn. Rồi cái vụ mà ông Nguyễn Văn Hầu mà viết thuốc men gì bệnh gì đó thì đó ông viết trong cái cuốn Thất Sơn Nhiệm Màu các bạn, ông là thần thánh quá giáo chủ thế thôi các bạn. Tôi nói các bạn là gì, thời buổi khoa học kỹ thuật rồi 3.4.0 rồi, cái
ta tin cái gì thì nó cũng có cơ sở khoa học, các bạn. Ngay cơ sở khoa học chút xíu, tôi cũng nói nhiều về đạo Phật rồi các bạn. Tôi nói không có cái thế gian, cái thế giới này không có trời Phật thánh thần gì hết trơn. Tất cả trời Phật thánh thần là do con người mình tạo nên, mình nghĩ ra, mình dựng nên thôi, các bạn. Đây là tôi đã chứng minh, đây là câu nói của Đức Phật các bạn. Cái câu nói mà tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nhất thiết duy tâm tạo đó các bạn. Phật giáo không bao giờ dạy các bạn. Phật giáo hòa hảo thì không bao giờ nói cái câu hãy thương lấy những việc mình. Đó là mặt trận của mình về sau. Tín đồ Phật giáo hòa hảo biết không biết gì tôi không biết, phải không? Nhưng hoàn toàn tôi đọc là không có cái câu nói là này của giáo chủ. Cũng như trong bên Phật giáo cũng có một câu nói rất là vĩ đại của Đức Phật luôn. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nhất thiết duy tâm tạo. Đạo Phật giáo ém nhẹm. Các bạn, tôi tìm ra được mấy câu này cũng hay lắm. Tôi tìm ra tình cờ thôi. Các bạn, cái câu mà tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nhất thiết duy tâm tạo, tôi tình cờ là tôi coi một cái clip. Cái tật tôi coi thì tôi coi lướt hả các bạn. Tôi coi lướt là tôi hiểu ý à. Tôi không có cần coi, tôi nghe kỹ. Cái tấn tôi vậy đó. Thì có một cái anh Phật tử, ảnh đang là học để thi tiến sĩ Phật học. Ông hỏi ông Thích Nhật Từ một câu. Tôi bây giờ tôi không biết cái câu này nằm ở đâu nữa. Nhưng mà chính cái miệng của cái anh mà đi thi tiến sĩ, chắc bây giờ thành tiến sĩ rồi. Hỏi ông Thích Nhật Từ câu là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nhất thiết duy tâm tạo. Có phải là lời của Đức Phật không? Ông Phạm Nhật Từ. Ông Phạm Nhật Từ, ông trả lời, ông này tiến sĩ mà, ông chăm sóc, ông hướng dẫn cho mấy này thi tiến sĩ để ông chấm bài mà các bạn. Ông Phạm Nhật Từ, ông nói một câu, đó là của Bà La Môn nói, không phải cái Đức Phật nói. Cái bắt đầu tôi phân tích cái câu này, tôi thấy câu này sao quá chân lý, quá hay. Mà ông Thích Nhật Từ nói vậy, đó các bạn. Tôi nói vậy, tôi tìm hiểu Phật giáo, tôi tìm hiểu giống như điều tra hình sự vậy đó. Từ những cái câu nhỏ nhỏ rồi tôi mới thấy là Phật giáo, Ma giáo. Tôi nói các bạn vậy, bắt đầu tìm hiểu mấy cái khác. Rồi cái câu các bạn thắc mắc hỏi tôi cái câu này phải giáo chủ nói không? Cái câu mà hãy thương lấy nhân diệt mình, đó là mặt trận của mình về sau. Phải câu này chính xác là của giáo chủ nói không? Thì tôi thưa các bạn là phải, chính xác. Mà cái người nói cái câu này là một anh chống cộng cực đoan ở nước ngoài. Tôi nghe cái clip của anh này các bạn, tôi nghe cái clip và tôi tua lại. Tôi ghi cái câu này vô. Các bạn, cái clip này lâu quá. Tôi nghe mấy năm trước rồi. Các bạn, 4-5 năm trước vậy rồi. Sau này tôi không tìm được lại được. Phải tôi tìm được thì tôi sẽ dẫn chứng cái anh đó nói cho các bạn nghe. Các bạn, ý của anh này khi mà chống cộng á, chống cộng sản á, thì ông nói là giáo chủ là thương Việt Minh, là theo Việt Minh như vậy đó. Mà Việt Minh nở lòng nào đi giết giáo chủ. Đó, anh lấy cái câu này của giáo chủ ra, anh chứng minh, anh nói vậy đó các bạn. Thưa các bạn là như vậy. Trong quá trình tìm hiểu, hôm nay tôi trả lời hết những cái suy nghĩ. Tức là những cái ý kiến nhỏ 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 đó. Tôi đi điều tra sự việc thì tôi tìm những cái ý kiến nhỏ 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 vậy bác. Tôi tìm ra những cái tổng thể các bạn. Sau này, các bạn, chứ không phải là các bạn hỏi tôi giờ tìm ở đâu câu đó gì. Phật giáo hảo giấu tiêu mất mẹ rồi, ông Nguyễn Hầu cũng giấu tiêu rồi, tìm ở đâu ra. Các bạn mà nghe những cái clip anh chống cộng, cái ông này năm nay cũng khoảng 80 tuổi rồi. Hồi tôi nghe ông là khoảng 70 mấy tuổi ông nói. Đó thì thưa các bạn như vậy. Thì những cái câu nói chân lý như thế này thì tôi tìm hiểu những cái nó là như vậy đó. Rất là chân lý các bạn. Rồi cái bức thư của quý vị đó các bạn. Bức thư mà để tôi phát hiện ra được là năm cái thư lệnh bất thường, viết bất thường là tôi cũng phải đọc trên mạng.
mà đọc trên mạng là tôi đọc trên mạng là cũng cũng nhờ cái anh mà nói câu là gì? Hãy thương lấy những Việt Minh các bạn. À, hãy thương lấy những Việt Minh. Đó là mặt trận của mình về sau. Thì sau đó là ảnh mới đưa ra cái bằng chứng. Cái bằng chứng là cái thư lệnh. Bị anh chứng minh rồi là Việt Cộng Việt Minh giết mà. Thì không biết làm sao mà ảnh có được cái bức thư đó, cái bức thư, cái thư lệnh của giáo chủ đó. Rồi không biết ảnh là anh chụp photo hay như thế nào đó mình không biết, hoàn toàn tôi không biết. Thì tôi coi cái thư lệnh đó, bắt đầu tôi coi qua mấy cái bình luận của mấy cái anh khác thì tôi thấy nó có sự chênh lệch. Nó có sự dè chữ. Thế là tôi nói các bạn là gì thì nay tôi cũng thật lòng các bạn là cái sự việc này tôi cũng trả lời hết những cái gì tôi biết các bạn. Tôi tìm hiểu từ những cái nhỏ nhặt như vậy thì nó mới ra cái sự xác định cái sự thật tại đốc vàng hạn, tức là do ông Trần Văn Sói, do Trần Văn Sói thực hiện. Cái người vẽ dựng chuyện lên là ông Nguyễn Văn Học. Thôi video clip hết đó các bạn.